Hello, xin chào anh em nha. Này có cái đơn hàng nho nhỏ đầu tháng mới. Này là mẫu ship đơn mới bên mình vừa qua nè nha anh em. Đó, vừa qua có ra mẫu mới, có đi ra mắt sản phẩm với giao lưu anh em cũng hai ba chương trình trải nghiệm âm thanh ha. Bên mình tổ chức riêng là một chương trình. Một số anh em khu vực Sài Gòn trải nghiệm chất âm của nó. Đây mình làm cấu hình này theo yêu cầu khách. Đang xài bass này là sub bass màng carbon của hãng Bosa. Cái này là màng carbon anh em nha. Đây anh em thấy bằng carbon không? Đó. Từ 280 con cho 25 nha anh em. Trời ơi, bỏ vô cái thùng này nó quýnh thôi rồi luôn. Rất là lực. Cái này phần mặt trên này, cái này cái chỗ vị trí này thì mình bắt bánh xe nha anh em. Thùng này là sơn nhựa nha anh em. Mình đang chuẩn bị lên cái đường ron ở đây nè cho nó hít nè. Dán ron trước khi bàn giao cho anh em nè, cái này mình sẽ đi cái ron cho nó ép hơi cho nó kín mặt này nè, cho nó ok ha. Nè phần bên trong anh em, súp này là súp hon nha, hơi nó sẽ nén cộng hưởng của cái vỏ thùng nó đi ra. Thùng mình rất là chắc luôn nha anh em. Đánh anh em quăng chai nước là nó không chạy không nhúc nhích luôn nha, rất là ok luôn. Còn đây là sơn nhựa nha anh em. Đó, sơn nhựa này chống xày trước ha, không có bị xước xát, mưa đâu mình cũng không có sợ ha, để ngoài trời đánh mưa lấy khăn lau lại đâu đó ok là sử dụng luôn. Đó, sơn nhựa nha anh em. Mình có cái đơn nhỏ bao gồm là ba cặp anh em nha. Đó, như cấu hình bên đây là cấu hình này sử dụng củ lo fan Colorsoft nha anh em, 18 fp nha. Đó, cái này bắt fan. Đó, mẫu này là mẫu mình đang cung cấp cho anh em nè, sản phẩm chuẩn nha. Carbon thì làm theo cầu anh em muốn đánh bạo lực quanh này nha. Đó, anh em cái sơn nhựa rất là đẹp nha anh em. Này là phần quay bên dưới nè, mình làm quay sát dưới này, quay bự nha anh em nha, khi nó không có bị đau tay mà nó sát ở dưới anh em ghim bổng lên được nha, nó không có bị thấp đó. Nó không bị thấp mà mình đỡ phải khi mình ghim mình đỡ phải ráng rướn lên đó. Nó cực. Mình làm quay bên dưới. Con này xíu mình sẽ cho làm đi ron chỉ hết cho nó bít hơi luôn nha. Ba cặp mà tại vì cửa hàng chật chội quá, để hai cặp ra làm xong rồi mới kéo trong kho ra tiếp nha anh em. Thành phẩm anh em sẽ thấy đây nè, đó, mình để mẫu nè. Đó, cái này là mặt trước của la súp anh em nha. Lưới nè. Này cho anh nè, quả tiễn anh em nha. Này quả tiễn mẫu fan bên mình nè. Quả tiễn F22UK anh em nha. Này thì mình có thể đa dạng cấu hình cho anh em luôn theo yêu cầu hoặc theo túi tiền anh em lên cấu hình chuẩn được nha. Mẫu sản phẩm model bên mình thì mẫu này sử dụng củ lo của hãng fan nha. Fan châu Âu, Hoàng Vương Quốc Anh nha anh em ơi. Với lại là thép BNC chính hãng nha. Thép rất là cao cấp nha anh em. Vì anh em đi xô ở ngoài xài những củ thép thường thường mà đánh có một cặp lo gánh nguyên cái xô thì cái chép thường là chịu không nổi, nó rất là dễ bị bứt. Ở đây là mình trang bị cái này là ruột là đồ xịn sò hết nha. Củ lo fan Anh Quốc với lại củ lo chép BNC mà đời cao cấp anh em nha. Đánh cực lớn luôn mà âm thanh nó không có bị chói gắt tai, rất là dễ chịu luôn. Cái hay của củ loa xịn là anh em nghe lớn nhưng mà nó không có bị chói gắt như là mấy cái củ loa China nha anh em. Này mặt dưới súp nè. Sơn nhựa thì anh em yên tâm về cái độ bền của sản phẩm. Dán này của mình là dán trắng nha anh em nha. Này chưa dán mình để cái nắp vô nó hít với mình dở lên nó chắc anh em thấy này cái chất có quán trắng anh em nha. Quán nhập của Trung Quốc. China, dán trắng China là chất lượng hơn mấy cái dán thường thường, lâu thường anh em nha. Anh em nào quan tâm cái sản phẩm thùng súp đơn này bên mình thì có thể liên hệ anh em nha. Một cặp này mình có thể đánh được cái tiệc 300 khách, 30 bàn anh em nha. 30 bàn. Mấy cấu hình của loại hiện tại này đáp ứng tốt hết nha. Như cấu hình này mình lên là súp carbon nè, từ 280 còn 125. Carbon Bosa, carbon. Hoặc là củ fan này đều đáp ứng được hết nha anh em. Này là phần mặt trên có cái chén nè, anh em thấy chén xịn sò không?
Chén rất là chất lượng nha anh em, chứ không phải mấy chén thường nha. Mình làm đâu đó chuẩn hết cho anh em luôn. Cấu hình củ lo phen color sub này là 18 triệu 500 một cặp nha anh em. Mình hỗ trợ chuyển hàng tới nhà cho anh em luôn nha. Cấu hình carbon này nó đánh khủng hơn, nhưng mà hàng chính hãng China giá thành nó tốt hơn. Cái này là 15 triệu tư cặp anh em nha. Nên là muốn chơi bạo lực, chơi sub carbon này 15 triệu tư cặp nha. Đó, anh em nào cần thì liên hệ về số máy của bên em 0938 641 445 nha. Em sẽ tư vấn báo giá chi tiết cho anh em nha. Cái này mặt nắp lưng trạm phía sau nè, mình có bọc bông tiêu âm này kia hết nha anh em nha, đảm bảo chuẩn cho mình nha. Đây là lưới lo sub nha anh em nha. Đó, lưới lo rất là ok luôn, lưới dày nha anh em. Nhắc luôn. Ok, em xuống like chào anh em nha.